Mới đây, bộ phim Thương Ngày Nắng Về đã có buổi họp báo online nhân dịp sắp lên sóng. Các diễn viên đã cùng nhau tham gia một livestream chia sẻ những điều thú vị trong quá trình quay phim. Thương Ngày Nắng Về là câu chuyện về gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Xuất hiện trong buổi ra mắt phim, nữ diễn viên Lan Phương thu hút sự chú ý khi sánh vai Hồng Đăng. Trong phim, Lan Phương vào vai cô con gái cả của bà Nga, Vân Khánh. Sau khi làm vợ chồng của nhau trong cả một đời ân oán, Lan Phương Hồng Đăng lại tái ngộ trong dự án mới khiến khán giả vô cùng chờ đón. Lần này, họ đã có với nhau hai mặt con. Chia sẻ trong buổi họp báo, Lan Phương cho biết Vân Khánh rất khác so với các dạng vai trước giờ cô thể hiện. Đó là hình mẫu người phụ nữ giản đơn, bình dị, cũng có nét tảo tần giống nhân vật người mẹ do nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý thể hiện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.